Có bao 20 kỷ không anh trai? Hello anh trai nhá. Có 20 kỷ thì em rất là nhiều. Và rất là nhiều loại. Em bán bây giờ là gần chục năm rồi. Thế nên bây giờ em đang bán, em sẽ chia ra nhiều phân khúc. Rẻ này, trung bình này, cao này và cao cấp. Đó. Hàng rẻ thì rất là nhiều và hàng trung bình rất là nhiều. Hàng rẻ đây, ví dụ như có cái này. Bao 20 cân, bên trong có 20 gói 1 cân. Giá chỉ tầm 5x thôi. 5x. Đó. À, hơn một chút nhá, hơn một chút thì mọi người dùng cái này. Hàng thông dụng luôn, nếu mà ai mà đã nuôi trại thì chắc không bao giờ lạ loại này rồi. Đẳng cấp một thời, bây giờ vẫn đẳng cấp nhưng mà giảm sút hơn ngày xưa. Bao 20 cân, loại này thì sẽ không chia gói, một bao liền. Đó, giá khoảng 7x. Hơn một chút thì mọi người lại lên đây. Hàng bao bách. Hàng này là hàng em thích nhất luôn. Và nói dùng so với mức giá thì chất lượng của nó quá là ok luôn. Bao 20 cân 9x. Bao này cũng không chia gói mọi người nhá, một bao liền luôn. Hàng cái loại này này, bao bách này này. Đây hình con bunny à. Hàm lượng đạm nó phải cao gần như là nhất nhì trong thị trường Việt Nam, hàm lượng đạm nhá. Mọi người mua cám thì cái đầu tiên là chú đến hàm lượng đạm và các chất khác. Nhưng mà cái đầu tiên mọi người lên đọc hàm lượng đạm. Đấy. Đây, bao bách. Loại dành cho chó bầu, chó nuôi con và chó con tập ăn. Đấy, Maroon Baby này, dịch ra là mẹ và con. Bao 15 cân. Rất nhiều phân khúc. Còn cao hơn một chút thì có roi gắn nin. Gắn nin thì hiện tại trong kho này của em hình như đang hết. Gắn nin khá là đắt, nói chung là hàng rất là đắt. Dành cho những ai ta nuôi ít và nuôi nói chung là có điều kiện. Chứ nó thật sự là nó hơi đắt. Rất là tốt, phải nói hàng roi gắn nin rất là tốt. Nhưng mà thật sự là hơi quá tầm tay của trung bình của người Việt Nam mình. Đó. Có rất nhiều loại nhá anh nhá. Đây em giới thiệu qua thôi. Ví dụ như loại này là bao 10 cân, chuyên dành cho các dòng chó sai nhỏ. Chó cơ bắp, ví dụ như bun Pháp, bun Ly, bít bun này, bít bun cũng được. Bít bun thực ra dùng sang dòng kia được rồi. Hoặc là min bin, đấy, các dòng chó mình muốn hình thành cơ bắp. Hàng bao ở bách này chuyên dành cho các dòng chó hoạt động nhiều và để hình thành cơ bắp nhé. Đó, nói chung là chia rất nhiều loại. Nhưng mà đây, có dòng này cũng là dòng rẻ. Apero hồng, 6x, bao 20 cân. Hạt rất là nhỏ nhé, dùng ở chung rất ok. Trại dùng rất là nhiều. Ok, còn đây, à rồi quên, còn loại này cũng là hàng trung bình rẻ. Bao 20 cân, bên trong có 40 túi 500g. 6x. Abro IQ, hàng Thái Lan. Kho nhà em thì đa số là hàng Thái Lan, của bên BCG đa số là hàng Thái Lan. Rồi căn nin của Pháp. Đấy. Còn thật sự cảm ơn mọi người dùng loại mà rẻ quá. Người ta cứ bán thế thôi, mọi người về không dùng được đâu. Ok, còn mọi người muốn biết rõ hơn hay cần tư vấn gì thì bình luận hoặc là nhắn tin cho em nhé. Em sẽ tư vấn cho mọi người. Bye bye mọi người nhé.